đường ở trong. Cái đồng đội, tất cả những tình huống bắt cầu đều có lợi cho cặp đôi. Đúng đi coi. Đúng rồi chị ơi. Quá nhờ. Nhảy lên. Dường như là cao thế. Được, rất nhanh và tốc độ. Người thấy cầu ngang, cầu phản tạt vào cầu lưới của hai vận động viên này cũng béo ạ. Tuy họ đập không mạnh đâu, nhưng đập điểm cũng rất tốt. Ok, trận đấu thứ tư ở nội dung đồng đội bắt đầu. Hất cầu rất khó chịu. Rồi, đánh cầu rất khéo léo. Lâm đập cầu. Về thì anh Đức Lô Văn, vậy thì anh cũng theo dõi qua livestream của em cũng được. Tập đối rất hay, cơ hội tấn công. Thì lưới rất tự tin đến từ Vũ Thiết. Là cháu có một thằng nó đánh nó bị căng cơ, nó ngồi ngoài chỗ mấy này cái bậc đấy thì, hả? Chẳng biết thằng nào đấy nó mặc áo xanh xanh nó vừa đánh này nó đang căng cơ nó nhờ bỏ dai cho nó. Nhưng mà Giang đang bị chuột rút toàn thân. Ok anh Tùng Lê giải vô địch tỉnh Thái Nguyên nha. Đối thủ như này thì Tùng Dương và Vũ Thiết cần bình tĩnh hơn, không thể để đối thủ tác động tâm lý được. Tôi nghĩ rằng trọng tài nên có những nhắc nhở với vận động viên áo trắng. Ngoài sân 6-4. Của Vũ Thiết ra điểm 76 cùng Nghiêm Lao Tập. Chấm cầu rất hay từ Vâng, bỏ lưới rất đơn giản. Còn rất lì từ hai vận động viên Vũ Thiết và Tùng Dương. Vẫn không cần. Thủ tiếp 97 cho Tùng Dương Vũ Thiết. Thủ cầu rất khó chịu ra vì Tùng Dương Vũ Thiết tuy là họ không có những quay được cầu mạnh như đối thủ, nhưng những thứ còn lại thì
chỗ ngoài sân. 11-7 rồi, cầu tí rất khó chịu về từng đường. Rất hay, Tùng Dương xử lý rất sát lưới. Còn một pha phản cầu rất chủ động. Điểm số 13-7 rồi. Tùng Dương rất đáng tiếc. Thời gian theo dõi ủng hộ cái livestream của Hùng. Và rất mong ăn đòn ngay. Và này cần có nhiều người xem hơn đúng không ạ? Có cổ cơ. Số 9-14 rồi, cầu ngang, cầu lưới là sở trường của Vĩnh Thiết và Tùng Dương. Hay thế nhỉ, thủ nhỉ. Cầu thủ tì cũng là sở trường của Tùng Dương Vĩnh Thiết luôn. Họ chỉ kém đối phương quả đập thôi. Rất thông thả. Ok, đập cầu rất tốt từ. Điểm số 10-15. Điều kia thì chuyển rất hay. Trong sân Tùng Dương Vũ Thiết. Ok, đập cầu tốt thì Tùng Dương. Ok, Ngọc Anh đang đánh bán kết đồng đội đây. Trận sau mọi người có thể sẽ được xem Ngọc Anh đánh đơn nhé. Tất cả các cổ động viên đều rất yên tâm, đánh rất chắc chắn, rất bền bỉ, rất đoàn kết, không thể đánh nhau nữa. Và đặc biệt là Bắc Cạn. Rất đơn giản, 20-11. 21-11 cho Tùng Dương Vũ Thiết, một chiến thắng hết sức tiếp tục. Bắt lên cho mọi người xem trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton nhá. Và bây giờ chúng ta hãy đến với trận đấu thứ hai nào. Phía gần màn hình của chúng ta, cặp đôi Vũ Thiết và Tùng Dương đến từ Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, phía xa màn hình là cặp đôi thành phố Thái Nguyên. Cặp đôi Hưng và Thịnh, Huy và Thịnh. Và phần cầu lưới của Vũ Thiết. Được, rất nhanh và tốc độ. Người thấy cầu ngang, cầu phản tạt và cầu lưới của hai vận động viên này béo ạ. Tuy họ đập không mạnh đâu, nhưng đập điểm cũng rất tốt. Vì đã theo dõi ủng hộ, trong mình rất là nhiệt tình trong hai chương này. Vẫn thủ được dã man. Và điều này rất là mong muốn có cơ hội làm quen với tất cả mọi người. Cầu rất lì từ Tùng Dương Vũ Thiết. Tôi hất lên cho nó đập. Nhà mình có thiếu quả thủ đâu. Quá hay. Quán Thanh Tùng rất nhiều vận động viên tiêm cuộc của Argentina. Giang Nguyễn đang làm trong viện và căng mình cái live stream này. Anh luôn đồng hành cùng đồng đội. Giang Nguyễn vừa bị chuột rút toàn thân là phải có viện. Ok, chiếm lưới Tùng Dương Vũ Thiết. Ok, đã có những lắc nhở từ trọng tài, sự can thiệp cần thiết. Ok,
Ok, xin chào Toàn Nguyễn nhá. Chào mừng em đến live stream của anh. Xin chào 246 người đang theo dõi live stream. Chế độ xem đầu tiên để có thể nhận được thông báo ngay khi mà Hùng tiến hành live stream. Và mọi người nếu muốn xem lại cái trận đấu này ở chế độ Full HD thì mọi người rất nhiều. Thủ cầu hơi lỗi từ Đường Dương Vũ Thiên. Ok, xin chào Phạm Nguyên, em xin chào anh Phạm Nguyên nha. Xin chào Tiến Hai, okay, xin chào Ngọc Duy. Xin chào Thảo Đồng Mới chất lượng nhé, đến từ thương hiệu Linh Linh. Thì anh là người bình luận như này, hôm nay theo dõi trận này có được không? Cảm ơn Hà Minh, cảm ơn Tuấn Tử Tế. Cảm ơn Vũ Đạt, cảm ơn Hà Minh. Hay quá nhờ, một pha cầu lửng hay. Điểm 6-13 chưa có gì hết. Để đập. Nhà mình có thiếu gạch đâu em ơi, đập đi. Ngoài sân, rất tỉnh táo. Đập cầu rất tốt từ Tùng Dương. Đẩy luôn. Bên kia thủ cầu khá lì. Họ đang có chiến thuật khai thác thể lực của hai Tùng Dương. Rồi, cầu ngang rất hay với tốc độ của Tùng Dương. Từ trận đấu lội ngược dòng, xét đấu lội ngược dòng của Vũ Thiên. Đang đến rất nhanh và chính xác. 10-13. Nhưng mọi người, 8-5 sẽ đánh. Không đổi à? Trận một đôi Tùng Dương Vũ Thiếp thắng với điểm số hình như là 21-13. Nói chung là trận một Tùng Dương Vũ Thiếp thắng khá cách biệt, 7-8 điểm gì đó. Trận đấu thứ hai thì hơi vất vả do khởi đầu thực sự không tốt, bị dẫn đến 6-7-0. Điểm đang là 10-13 rồi, 3 điểm nữa thôi là họ san bằng. Nếu họ san bằng thì chắc chắn là thắng. Đúng rồi mọi người ơi, đây là sân nhà thi đấu tỉnh. Mọi người hãy xem tình huống này. Ok, tình huống này đúng rồi, là ở chế độ không được đi rồi đi bên này. Đánh nào thì đánh. Đẩy đập. Chỉ dẫn qua. Điểm số thắng 13-14 cho Tùng Dương Vũ Thiếp. 14 đều là Tùng Dương Vũ Thiếp. Ôi Long Vũ ơi, anh đây. 14 đều cho rất nhiều người cổ vũ cho Tùng Dương Vũ Thiếp. Đấy, bắt đầu phải thái độ. Trọng tài Bùi nhìn vãi ra. Thoải mái.
không cứ nhào lên. Làm gì mà cắt mai Dương Thiết sẽ phục đánh ở nội dung cá nhân nha mọi người. Em sang cái điểm số đó là được quay lại ở chế độ Full HD. Chúng ta có thể bình luận về tình huống trong trận đấu này và cả trận đấu trước nữa. Đây là giải vô địch thành phố Thái Nguyên mọi người. Và hai vận động viên là Thái Nguyên cậu chỉ là khá cạnh cạn và thái độ. Tất cả những tình huống bắt cầu đều có lợi cho cặp đôi đội đúng tiếng ơi hết. Đúng rồi chị ơi. Bé tổ chức anh thì sao? Vãn ngay mà, cứu cầu rất nỗ lực của Tùng Dương. Thái cũng rất tốt. Thái em không đồng ý luôn. Hoặc là thái độ của vận động viên trên sân. Thì mình nghĩ là cách này luôn. Có lợi cho đội Bảo Lâm Lâm đó. Điều là cho thành phố Thái Nguyên hết. Hay quá. Mọi người phải biết rằng quyết định của trọng tài ảnh hưởng đến chất lượng của trận đấu và tâm lý của các vận động viên rất là nhiều. Không chỉ một lần mà rất là nhiều lần. Anh muốn lời đẩy cho cặp đôi thành phố. Không tìm được sao đâu. Trận đấu thứ 3 bắt đầu. Lâu phết đấy, đúng không? Cũng gần tiếng đấy. Ok anh, anh đi xuống cho con. Anh gà đang sốc đi. Đi con đi con đi. Quên mật khẩu Facebook rồi. Ăn rồi. Ê, ô! Mày hết pin rồi không? Có thể khắc phục điều gì rất là mong mọi người hãy xem lại nó ở chế. Ở kênh YouTube đúng nhau đã quay lại nó rồi. Anh ơi! Trận đấu thứ 3 điểm 7 đều. Có hết pin không? Không nghĩ là hôm nay trận đấu là hai người phát cầu ngoài. Bắt thôi.
ăn rồi. Đang lại ló lên kênh YouTube Squad Đồng Nét Minh Tân. Hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Từ thần cổ thánh rồi. Toàn quỷ. Ta thích cái bây giờ. Nhảy đâu, nhảy đâu. Mười chín. Ta đang nghỉ. Và bắt đầu đấu tiếp theo trong ta. Cái tử ra. Chẳng lấy cái này thì mình thương điểm 10 đều. Đúng rồi. Thì Ngọc Anh sẽ đánh trận đấu tiếp theo. Một cái fan này cũng bắt cao tay nữa không ở trận ta. Chỉ cần bọn em thắng trận này thôi, Ngọc Anh sẽ làm được nhiệm vụ của mình. Chạy vẫn rất tốt. Không sao, vẫn thủ được. 15-16 cho thành phố Thái Nguyên. Tỷ số đang là 3-1 trong set đấu thứ nhất nghiêng về thành phố Thái Nguyên ở trận đơn thứ năm. Bảy mười lăm ăn đi em ơi. Rồi đập đi em ơi. Nhảy đập đi. Bên vào em ơi. Vẫn còn, cố lên, cố lên, ăn điểm này thắng rồi. Ngọc Anh. Điểm số 18-20, một điểm nữa thôi, đập đi em. Đừng làm anh lo. Ăn thôi. 21-19. Một chiến thắng vừa đủ cho cặp đôi Tùng Dương và Vũ Tiết. Quá tuyệt vời. Bao nhiêu đấy?